Hello, chào đại gia đình. Thì chào cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của gia đình 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 nha. Tránh đã về Việt Nam được 2 ngày rồi. Hôm nay Tránh cũng đi khám lại cái đường ruột của Tránh á. Tránh Thảo với Tránh mới đi về. Thì cái clip này nè, Tránh quay á là để Tránh tạo cho Thảo một cái bất ngờ. Thảo cũng biết là Tránh mua cho Thảo một cái món quà. Thì hôm bữa Tránh có đi mua này, cả nhà mình cũng biết rồi đó. Nhưng mà Tránh còn có một cái bất ngờ lớn hơn nữa dành cho Thảo. Thì về là Tránh cũng chưa có tặng đưa cho Thảo liền, Tránh cũng cất trong phòng của tí á đó. Nên tí nữa giờ đi xuống dưới Tránh sẽ tặng quà cho Thảo, Tránh làm cái clip này để cho Thảo bất ngờ, vì Thảo cũng chả biết Tránh tặng gì ngoài cái giỏ. Cả nhà cùng coi cái phản ứng của Thảo nha, khi mà được Tránh tặng quà nha. Anh Ren á thì đồ chơi của anh Khương cũng chơi qua giờ rồi, còn đồ của mẹ anh thì Tránh chưa có đưa. Chính nó để từ từ đây rồi chờ Tránh khỏe trong cái Tránh tặng cho nó vui. Đây Tránh đang ở Tránh lên trên lầu 3 để Tránh nói chứ mất công ở dưới Thảo nghe. Bây giờ cả nhà mình cùng đi xuống dưới với Tránh nè. Đi vô phòng tí Tránh lấy cái giỏ ra. Nhà của Tránh thì cũng có được nhờ bà ngoại với cô Hương á cả nhà, nên cũng khá là gọn gàng. Đây tí thì tí bây giờ chỉ đang coi khách sạn nên Tránh cái phòng của tí không có ai vô hết đâu, chỉ có Tránh về buổi sáng Tránh chưa ngủ được, Tránh chưa ngủ quen giấc á, Tránh qua đây Tránh nằm thôi. Đây mình cũng vô mình coi coi phản ứng của cô Thảo thôi. Bà xã ơi, bà xã mở cửa cho mình đi. Hello, anh đang làm gì á ta? Chào cả nhà đi con. Cả nhà thấy không? Nè, Tránh mua đồ chơi về. Ảnh bày đến chơi hôm qua tới giờ nè. Bánh kẻ ăn hết rồi, mày quà là ba Tránh chưa có tặng cho mẹ Thảo đúng không? Đây. Đây nha cả nhà. Đây, đây là quà là cộng dồn nha. Tất cả những ngày lễ trong năm, một năm là được tặng một lần. Con vòng tay lại đi, con chào cả nhà đi con trai. Con chào đi, con chào cả nhà đi. Đó, cái phòng của Tránh thì để đi về là cái phòng thương thương đây của hai vợ chồng đây. Thì nói chung là vợ Tránh cũng gọn gàng lắm cả nhà, được có cái là vợ Tránh rất là gọn gàng, cũng mừng. Tránh với anh bày bao nhiêu thì vợ dọn bao nhiêu. Siêu bày luôn, ông bà cô chú ơi. Đây nè, cái anh chơi gì đó, nói cho ông bà cô chú nghe con chơi gì đó. Đây nè, con chơi súng nè. Đó. Đừng có bắn. Bắn đây nè, động đây, bắn đây cho ba coi. Hay đừng có kéo đạn cho con nữa em. Đó, anh, con tới con kêu. Con sư tử, con sư tử nói làm sao con? Ok. Giờ bà xã biết cái này ông xã tặng bà xã gì không? Em có coi trên kênh YouTube rồi. Thích không? Thích. Vậy khui ra ha. Khui đi. Tặng cho em á. Lên, lên, lên khui với mẹ kìa. Lên, đồ chơi nè. Em chơi đồ chơi với mẹ không? Đó. Ảnh bây giờ ảnh là ham đồ chơi lắm cả nhà, ảnh về tội lắm. Về mỗi lần buổi sáng mà nghe Tránh là Tránh đứng dậy Tránh đi ra ngoài vệ sinh, ảnh tưởng Tránh đi Mỹ lại á. Ảnh bay ảnh thức dậy là ảnh nhảy xuống giường. Ảnh chặn rồi. Đập hộp. Khoan, từ từ nha. Đập hộp nha. Cái này là Tránh không có khoe nha cả nhà, bữa Tránh đi mua cả nhà cũng biết rồi, giờ chỉ là làm cho Thảo bất ngờ thôi. Đập hộp. Từ từ, có người không có để ý cái gì trong cái hộp đó vậy ta? Wow. Bà sẽ thích không? Để em thử đây. Thử rồi. Con á, con á thì chơi mạnh con, mẹ bây giờ đập hộp mạnh mẽ nè. Anh thấy nó nhỏ nhỏ, nó vừa với bà xã đó bà xã. Kệ, làm cả năm để dành mua cho vợ gì được mua vậy ha. Đó, đây nè, còn anh chút chút này nữa nè, thương lắm cả nhà ơi. Anh ơi, anh, con chơi gì đó? Con chơi súng. Con nói cho ba nghe coi. Anh nhờ nghe cái chân lại con. Anh giỏi lắm nha cô chú, anh rất là đàng hoàng luôn á. Sáng ngủ dậy là ba, chưa ngủ dậy là anh dậy sớm là anh đập ba dậy. Rồi xong cái đập ba kêu ba đi chấm. Em thấy làm sao? Để hợp ý với em không? Đẹp, nó nhỏ nhỏ vừa với em. Đó.
Cái này là cũng nhiều ông bà cô chú góp ý là nói khen dễ thương. Anh mua anh cũng tự tin về con mắt của mình. Đó, đẹp quá em. Đó, đẹp cái chưa? Này, cái này là dùng được hai kiểu, một là đeo một bên. Đó. Còn không là mình sẽ bỏ dây vô để mình cầm đi tiệc. Đợi đi tiệc là chú Thuận á. Ừ, đợi đám cưới chú Thuận rồi đi. Rồi mai mốt hai vợ chồng mình đi ăn cái gì quay review cho bà con cô chú coi nè. Có mấy cái quán anh đó định đi ở Biên Hòa. Đó, sao em thấy em thích cái vỏ không? Dạ thích. Ừ. Nè, mở tiếp đi, còn mà. Chưa hết. Sao anh nói bữa mua cho em có cái vỏ không? Thì anh mua cái vỏ thôi. Wow. Còn. Bữa này anh mua hồi nào? Rồi. Em mở tiếp tục đi còn mà. Ủa sao bữa nó là anh mua cho em. Ê chết, anh nó làm nó chết rồi, anh nó móc. Wow. Đó, có ba. Ê. Ba mua thêm mấy món nữa nè. Ôi, thằng anh vậy là anh nó biết trước mẹ nó luôn rồi. Wow. Gì vậy? Wow. Nè ba mua khi nào? Anh mua hả? Đó anh mua lâu rồi. Anh mở cho mẹ đi. Đó. Anh mở ra cái này ra. Mở ra. Coi thích không nha. Anh mở ra. Trong đây nè, cái gì trong đây nè. Đó. Nè cái gì nè. Thấy ra. Thôi đây mày mở cho. Wow. Thích không? Đẹp quá. Đẹp. Tại vì anh mua cái này lâu rồi, anh không có nói với em. Mà tại vì anh nghĩ hồi đó anh tính mua cái vỏ màu trắng mà anh đâu có biết sau này anh đi mua cái này đâu, nên nó không có trùng nhau. Tính là tặng cho em nghe, hồi đó là tính tặng 8 tháng 3 cho em đó mà không chưa có tặng đó. Để dịch. Anh để gần cho. Đó. Đẹp hả? Đẹp. Trời ơi, anh biết cái gì mà anh đẹp ta. Còn cái kia nữa kìa. Để mẹ mở ra cho ông bà cô chú anh chị. Đó, cái, anh thấy cái điện thoại em cũng cũ rồi. Anh đổi cái điện thoại mới cho em rồi em cho anh cái điện thoại cũ của em nha. Ok. Anh tránh là chỉ xài lại điện thoại cũ của vợ thôi đó, giờ xài điện thoại cũ của vợ. Cái gì ngon cho vợ xài trước, mình xài sau. Như đây cho mẹ nha. Trời đất ơi. Wow. Cười đi, đó. Thích không? Đập hộp ra điện thoại. Thích không? Alo sao? Alo đi. Lấy điện thoại ra alo nha. Vui liền. Khỏi trách chồng liền, khỏi trách là nói sao anh dồn vô ục liền đúng không? Mở ra vậy? Làm đâu cần phải nói nhiều. Mình âm thầm mình làm thôi. Mở ra, mở ra coi. Đó. Con trai của tôi thì hôm qua nó khui hết đồ chơi rồi, nó chơi bấy nhầy hết rồi. Đó. Wow, đẹp. Thích liền. Wow. Đẹp quá. Đây là màu mới nhất á ông bà cô chú ơi. Thấy anh rêu. Kệ. Mẹ anh alo ba đi anh cầm. Đây tránh cũng về có 1 tháng à mọi người. Thì để cho Thảo vui. Làm cũng để cho vợ cho con hết chứ cho ai. Anh mua chi nhiều tốn kém. Thì tốn có nhiều đâu, thì cũng làm thì trước cũng xài sau cũng xài thôi. Xài cho em chứ xài cho ai đâu mà tiếc. Mới quá không dám khui xài luôn mọi người ơi. Mày thích không, bất ngờ không? Dạ đẹp. Thích. Thích không? Dạ thích. Đó bây giờ tránh là từ bây giờ đang xài iPhone 8 Plus. Giờ upgrade lên được iPhone 12 của vợ. Coi chừng bể nha ông con, ba cái đó là chưa có dán đó, bể cái là ba khóc tiếng hán luôn á. Chưa có dán. Để mẹ dán lại, lát ra tiệm dán màn hình vô. Đó. Xong rồi sao điện thoại qua. Sao ba món, thích món nào nhất? Thích ba món luôn. Thích khôn ghê, biết thích ghê luôn á trời. Anh nó có thích món nào không ta? Anh quá trời đồ chơi luôn, anh có sữa nữa. Đó, cả nhà thấy không, sữa sau lưng ảnh kìa. Ảnh là hai mẹ con là ưu tiên số 1 luôn á. Chào. Tội lắm nha ông bà cô chú. Đi về là ôm ba cứng ngắc à. Sáng ngủ dậy mà không thấy ba là méo rồi. Thương lắm. Hung ba, ôm chân ba hung hoài luôn. Lấy ra xài không đi em, đưa cho anh cái điện thoại của em chứ. Nhưng mà lát ơi, anh cũng muốn có điện thoại mới vậy. Mình dán điện thoại lại đã. Em sợ nó chài. Trời trời. Đó thấy không, nhìn thấy vợ vui là vui rồi. Còn con nữa, mai mốt nó lớn lên nó biết nữa. Tốn thêm mớ nữa. Anh có vui không anh? Anh vui không con?
mai chiều, mai chiều anh dẫn ba với ông bà cô chú đi ăn nghe chưa, đi ăn mấy cái quán ngon ngon rồi review rồi nghe chưa. Ba món luôn. Đó rồi, năm nay là anh hết nợ bà xã nha. Hết nợ nha, hết nợ nha. Hết nợ luôn. Đó, thì em nói gì đi, em nói gì trên kênh đi. Rồi bây giờ là tới quà của Ình nữa nè. Đó, quần áo ba mua về cho con nè. Đó. Mua đồ sơ mi cho anh làm sới ca đó cả nhà. Mà không biết giờ chừng nào mới bận chắc tránh mua á, tránh sợ anh lớn á, mình không, tại vì không có tưởng tượng được anh bự bao bự, mua giờ mua bự quá đi. Quần cũng to mà giờ áo cũng to rồi chắc để dành quá. Không, mấy cái quần này là ra mặc vừa hết rồi ba. Áo thì anh mua chắc hơi lớn phải không? Rồi, anh nhảy vô. Áo mua lớn phải không bà xã? Dạ. Mẹ mặc cho con nha. Đó, anh như con bù cho hùm nha cả nhà, anh vui lắm. Anh bữa từ ngày ba anh về là anh vui lắm. Đó. Cái này đúng không? Đó. À, cởi qua mặc quần đẹp cho mọi người coi, đúng lên, đúng lên. Đó, đây anh mặc đồ đẹp nha. Ba thấy chưa, anh chọn đồ luôn á, anh biết phối đồ nha. Thấy không? Anh dẫn mẹ đi, để mẹ mặc quần cho con. Cười, cười ba coi coi. Cười đi. Cười xạo quá ông ơi. Ông cười xạo quá đi. Bữa nay cả nhà lớn lên giờ làm biếng ăn rồi. Hai đó giờ mẹ ảnh cũng rầu chứ mà ba chánh cũng rầu lắm. Nhưng mà mấy hôm nay là ăn lại được. Mấy bữa nay được chánh về cái cũng ảnh cũng vui vui anh ăn lại. Anh ăn cũng được được. Chứ mấy bữa biếng ăn kinh khủng luôn. Với lại bữa đó anh bệnh ha đền ha. Bữa nay đền đỡ đền cũng ăn rồi nhưng mà đó anh ăn cũng không có được nhiều. Nên ăn một bữa là một chén cơm. Bữa nay lớn à biết lắm, cái gì cũng biết hết á. Vừa không con? Vừa y luôn rồi. Mai mốt ba dẫn đi chơi nha. Quay qua ba coi coi. Mặc áo nào? Áo nào rồi anh chọn đi, áo nào? Áo nào? Con chọn đi, áo vào. Áo đó hả? Áo vàng luôn hả? Áo vàng. Luôn. Thích màu vàng giống chú Tí vậy đó. Rồi, mặc áo đẹp vô cho ba coi nha. Quay qua đây. Quay qua đây mẹ. Về lại cái căn phòng của hai vợ chồng cũng thấy vui lắm cả nhà. Nói chung là về cái gặp con cái mình nó cũng hạnh phúc. Đó, ảnh là ảnh cười hoài vậy đó. Ê, vô cái tay. Anh thích bộ này hả? Anh tự phối đồ nha ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú coi thử anh phối đồ có đẹp không nha. Sao nguyên cây vàng. Vừa không ta? Đứa mẹ coi đẹp trai. Trời ơi cũng đẹp trai đó chứ. Quay qua cho ba coi coi, quay qua cho ba coi. Ồ, đẹp quá, đẹp. Đẹp không ta? Rồi, con mi gió ông bà cô chú đi, con mi gió ông bà cô chú đi. Anh giữ tay đi, anh đẹp, anh giữ tay anh đi. Anh nó như bồ trao cả nhà. Wow, đẹp trai quá, con nó dạy ba tay, nó wow. Thành sói ca luôn. Ba mẹ anh là khen anh cả ngày thôi đó. Con thử áo này, mua thử áo này cho ông bà cô chú coi luôn nha. Không, nó thích bộ đó đó, nó thích bộ này nè cả nhà thấy không? Con mặc cái này không? Ồ, đẹp quá. Thích bộ này, đó, kha. Con cọp sao, con cọp gừng sao? Con cọp gừng sao? Té con. Nhắc ba đi. Sợ quá, ui sợ quá, sợ. Sợ con cọp này quá đi, sợ con cọp này quá đi. Rồi, đẹp quá luôn á. Bò. Là con nói u đếm đi. 1 2 Làm biếng rồi. Con cọp kêu sao? Con gà kêu sao? Rồi con nhìn ba đi, con nói nè, con ếch kêu sao? Ếch. Con khỉ kêu sao? Con hà mã kêu sao? Cá sấu. Sấu. Sư tử. Ngủ. Con rùa. Rùa. Anh giống người miền Tây cái nhà, rùa. Con gà, con gà kêu sao? Trời chán rồi, chán rồi. Không, nó dính vô cái tay. Bứt đi, bứt đi con, bứt chục đi. Con gà kêu sao? Gà. Mẹ bứt ra, mẹ bứt cái này ra nha. Mẹ bứt nè. Đó. Giờ nhìn thấy vợ con vậy cũng vui lắm cả nhà. Đó, tháng là phải đi rồi, tháng là phải xa hai cái cục này rồi. Đó, đi lo cho cuộc sống. Thôi bây giờ anh với mẹ chào ông bà cô chú đây giờ. Đó, khoe quà của ba chánh với ông bà cô chú rồi đó. Bỏ tiền á. Ông bà cô chú thấy anh không có tiền là anh bỏ vô trong túi nè, con bỏ túi quần nè, bỏ giúp tôi đây. Nè. Cái này. Đó.
khoe với ông bà cô chú một chút xíu. Đây là không phải là khoe của đó nha cả nhà, mà đây là mình khoe cái chánh muốn khoe là khoe cái niềm vui thôi. Niềm vui của Thảo á là cũng nói chung là cũng ngóng trông chồng về cũng đâu có gì đâu, vợ chồng tình cảm là chủ yếu, tặng một hai món quà nhỏ nhỏ vậy là nói chung là thể hiện tình cảm thôi chứ không khoe mẽ gì đâu nha. Chia sẻ cho trên kênh của gia đình Ình biết thôi chứ không phải là khoe gì đâu nha mọi người. Đó rồi mất công với cả nhà nghĩ rồi tránh tệ bạc nữa là không có lo cho vợ cho con, không mua cái gì hết với chết luôn. Theo tính cách của anh Chánh á, là chồng của Thảo á, là ảnh ít có xô ra ngoài lắm, kiểu như là ảnh thương hay là ảnh biểu hiện tình cảm thì thường là ảnh quan tâm với lại ảnh kiểu như ảnh hành động nhiều hơn là lời nói á. Cái lời nói của ảnh thì đôi khi kiểu như là ảnh nói hơi kiểu như là nghĩ sao nói vậy á, chứ không phải là như con người của anh nó thật lắm, chứ không phải là kiểu như là cọc cằn nóng tính như mà mọi người nghĩ. Đẹp. Ồ, anh mặc đồ đẹp quá, con muốn hả? Con muốn thử nữa nè ba, muốn thử nữa. Con thích cái nào? Cái nào cái này hả? Anh mặc hả? Anh mặc cái này hả? Thôi, cất đi con đi chơi để bận. Điệu lắm luôn á. Y chang ba nói gì đó, khác gì đâu. Mỗi lần mà nhà có tiệc á, là chọn đồ là mình chọn cho ảnh xong là mặc vô khen đẹp là cứ đứng cười miết, xong rồi tự mang giày thì tự lựa. Đó cả nhà thấy không, về nhà giờ nhờ nhà nhìn thấy vậy thôi đó. Ba. Ba, nói ba nói đâu? Ba con đâu? Chị đó, ba con đâu? Ba con đâu chị mẹ coi. Ba. Wow. Vừa không? Vừa này ba đâu có rộng gì đâu. Ừ. Đẹp đông quay cho ba con. Ba. 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 Làm duyên á, làm duyên á. Ba đang qua wow, cái quần đẹp quá. Hình thử luôn cái áo nha. Hình thử luôn cái áo nha, coi đẹp trai không nha. Ba ơi. À cả nhà, thấy anh có bức tranh không? Đó, cái này là được một cái cô nhân viên ở dưới công ty ở dưới xưởng á, là ngồi làm tặng cho ảnh đó cả nhà. Đó, bức tranh này là bằng tay thủ công á nha cả nhà. Đẹp ha. Luôn, áo siêu nhân luôn. Đó. Wow, anh có nhiều áo đẹp thế nha. Bà Chánh mua ồ cho Ình là bà Chánh hả? Mua Chánh có mua đồ cho Ình là mua đồ rẻ thôi cả nhà. Không có mua ba cái đồ mắc tiền, đồ mua đồ Target, mua đồ cho ảnh bận thôi chứ cũng không có hàng hiệu hàng hò gì đâu. Tại vì còn con nít. Mình cũng nói chung là có bận lên đẹp đẽ sạch sẽ là được rồi. Chứ con không quan trọng. Đó lên miễn sao mà con mình nhìn sạch sẽ ra đường sạch sẽ là ok hết rồi. Đứng im cho ba coi. Thế Ình nó đứng im cho ba coi coi. Trời ơi. Con quay cho ba coi. Như thanh niên. Như thanh niên ken ken chứ giỡn đâu. Thôi bây giờ con chào ông bà cô chú đi. Con chào ông bà tới chú đi. Con thử đồ cho ông bà cô chú coi đã. Rồi giờ con bye bye ông bà cô chú đi. Con nói ông bà cô chú ơi. Con đứng lên con chào đi, con chào. Rồi mai mốt đi rồi đi ăn. Đi review cho ông bà cô chú coi nha. Bye. Con quay con ba nhận lại đây, ba với mẹ nè. Đó, lấy anh đồ chơi rồi thôi em. Chào tạm biệt cả nhà mình đi. Clip cũng dài rồi. Gia đình Định cảm ơn bà cô chú đã theo dõi anh Chánh từ ở bên Mỹ về tới đây nha. Nói chung là vợ Chánh cũng không có biết nói chuyện miệng lưỡi đâu cả nhà. Nó nói gì cũng nói hay ngại lắm. Nên rồi bữa nay Chánh nói thôi qua em lên em nói gì đi. Đó, rồi chị mới biết chị nói đó. Chứ còn nếu mà mọi người có theo dõi là biết thì Thảo cũng không có, Thảo cũng ngại lên ống kính đó mọi người. Nói kiểu như mình không biết nói gì á. Kìa. Đó. Rồi giờ em bay cả nhà đi. Bye, hẹn gặp lại cả nhà mình ở clip tiếp theo nha. Bye bye.